bà chủ ạ. Chào bác ạ. Mời ngồi. Thế có việc gì mà hai người đến đây? Hôm nay tôi đưa con gái đến thăm bà chủ, nhân tiện có chút việc muốn nhờ ạ. Thế có việc gì thì cô nói đi. Dạ vâng. Cháu nó tên là Thu ạ. Gia đình tôi thì cũng rất là khó khăn, nhưng được cái cháu nó cũng biết cố gắng. Và bây giờ thì cháu cũng tốt nghiệp đại học rồi ạ. À thế à? Vâng. Hôm nay tôi mạo muội xin bà chủ xem có cái công việc nào phù hợp thì chọn cho cháu, cho nó có một công việc ổn định ạ. Thế cho ngoài gì? Dạ, cho kinh tế ạ. Ờ, thế thì tốt rồi. Bây giờ bác sẽ sắp xếp cho cháu làm trợ lý bên chị Hương. Chị Hương nhà bác hiện nay đang là chủ tịch công ty. Có điều gì mà không hiểu thì cháu cứ hỏi, chị Hương sẽ chỉ dẫn cho nhé. Dạ vâng, con cảm ơn bác ạ. Không, đi ra ngoài chờ mẹ nhé. Mẹ có chút việc riêng muốn nói với cả bà chủ. Con xin phép ạ. Thôi bình tĩnh, có việc gì cứ ngồi lên đây rồi nói. Cô cứ ngồi lên đây. Có việc gì thì nói đi xem nào. Tôi biết giờ tôi có làm gì thì cũng không thể xóa được cái lỗi lầm ngày xưa tôi đã gây ra. Chỉ xin bà chủ đừng vì việc này mà ghét bỏ cháu Hương. Nó khi đấy vẫn còn nằm trong đá lo, không biết chuyện gì hết ạ. Thôi được rồi, cô cứ yên tâm. Hương dù sao vẫn là một tay tôi nuôi nó khôn lớn, cho nên tôi sẽ không bỏ mặc nó. Đội ơn bà chủ. Còn về cháu Thu, từ nay Thu sẽ ở lại đây với tôi và tôi sẽ lo cho nó. Vâng ạ, được cái thì tốt quá. Cảm ơn bà rất nhiều. Tôi xin phép bà. Thôi được rồi, thế cô cứ về đi nhá. Chào bà chủ ạ. Ai đây mẹ? Chào chị. Con có nhớ dì Thoa trước đây làm giúp việc cho nhà mình không? Vâng. Đây là Thu, con gái của dì Thoa đấy. Nhưng mà ấy, mẹ tìm giúp việc ấy thì tìm người có kinh nghiệm mà. Chứ trẻ như này thì có biết nấu ăn hay không ạ? Con bé đến đây không phải là để làm giúp việc, mà nó sẽ là thư ký cho con. Thư ký của con á? Ừ. Tại sao mẹ để một người như này làm thư ký của con? Cái phép lịch sự ở con đâu hết rồi? Người ta cũng là tốt nghiệp đại học kinh tế ra đấy, chứ không phải này nọ đâu mà con nói. Bao nhiêu vị trí ở công ty mẹ không cho cô ta vào làm, tại sao cứ phải thư ký của con? Vướng tay vướng chân con ra ấy. Thu bằng tuổi con nhưng đã biết tự lập từ rất sớm, nên có con bé ở bên cạnh chăm sóc con, mẹ cảm thấy yên tâm hơn. Thôi tùy mẹ đấy. Mẹ ăn cơm đi, con có việc con đi đây. Cháu thông cảm, vì bắt chiều nó quá nên đôi khi nó cũng bướng bỉnh. Dạ vâng, không sao đâu ạ. Ừ. Thôi, con vào bê đồ ăn ra chuẩn bị ăn cơm nhá. Dạ. Cô đúng là vô dụng mà. Có một cái hợp đồng thôi mà mất đến 2 tuần mới ký xong. Hợp đồng của bên mình bị tiết lộ cho phía đối thủ, nhưng mà tôi có phương án dự phòng.
nên bên mình còn giữ được hợp đồng đấy ạ. Tôi nghĩ chủ tịch nên xem xét lại bộ máy làm việc của công ty mình. Công ty dành tôi biết phải làm như thế nào, cô không cần phải dạy. Tôi hiểu rồi. Đêm nay làm ngay cho tôi bản báo cáo lịch trình tháng sau của tôi. Sáng mai tôi muốn có nó trên bàn làm việc. Đêm nay tôi còn một bản báo cáo tài chính nữa phải hoàn thành. Tôi có thể gửi cô vào sáng ngày kia được không? Tôi không cần biết là cô có bao nhiêu việc. Và tôi cũng không cần biết là cô làm cách nào. Nhưng nhiệm vụ của một thư ký là đáp ứng mọi yêu cầu của chủ tịch. Còn nếu cô không làm được ấy thì nghỉ việc luôn đi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng gửi cô sớm nhất có thể. Không phải là cố gắng gửi sớm mà là bắt buộc phải gửi. Tôi thấy thường ngày cô có nhiều thời gian lượn lờ thả thính lắm cơ mà nhở. Nói đến công việc ấy là nhiều lý do ghê. Khối lượng công việc của tôi cô là người hiểu rõ nhất. Bình thường tôi bận đến nỗi chả có thời gian để ăn trưa. Ngụy biện. Này, cô tự tiện đi nhà của Bình nhở? Lấy tôi ly nước đi. Vâng ạ. Của cô đây. Nước gì mà lạnh như đá như này. Lấy tôi ly khác. Bảo cô đổi cho tôi cốc nước khác thôi mà cô lấy cho tôi cốc nước nóng như này à? Cô định giết tôi à? Cô đừng có quá đáng. Làm sao? Bây giờ đến lời nói của chủ tịch mà cô định không nghe nữa. Cô dừng lại đi, để bác gái nhìn thấy thì không hay đâu. Để mẹ cô nhìn thấy không hay á? Tôi còn muốn mẹ tôi nhìn rõ cái kìa. Thường ngày tôi đã bảo rồi, cô không phải là loại người tốt lành gì đâu. Nhưng mà mẹ tôi cứ bênh cô chậm chậm ấy. Bây giờ tôi muốn mẹ tôi thấy rõ bộ mặt thật của cô ấy. Đấy, dừng ngay tay lại. Tôi phải dạy dỗ được con gái yêu này của bà đây này. Chừng nào nó chưa xin lỗi tôi bỏ qua đâu. Thế sao tôi phải xin lỗi cô? Bởi vì mày mặt dày, ăn nhở đậu nhà tao, nịnh nọt mẹ tao, lợi dụng sự quan tâm của mày mà đến làm việc cho tập đoàn. Vậy nên cô càng làm khó tôi đúng không? Mày chỉ là con gái của bà giúp việc. Cái gì mà ăn mặc xinh đẹp lượn lờ công ty của tao chứ? Bà dám tát tôi á? Bà đánh giá gì? Chỉ lo sợ có bị tổn thương nên không muốn nói ra sự thật. Nhưng đến nước này rồi, dì không thể đứng nhìn cháu tiếp tục phạm sai lầm nữa. Nó không tự nhiên đến đây ăn nhờ ở đậu. Nó chính là con gái của cố chủ tịch, người đã hơn 20 năm nay cháu gọi là bố đây. Bà nói láo! Mẹ! Cháu nghĩ sao? Bà chủ đưa một người xa lạ về đây sinh sống. Nó bằng tuổi tôi. Vậy là lúc mẹ tôi mang thai, bà với bố tôi gian díu với nhau. Hai người đúng là cá mè một lứa mà. Vợ chồng chủ tịch trước sau như một. Làm gì có chuyện đấy. Dì nghĩ rằng để cháu ở lại đây là tốt nhất cho cháu. Nhưng bây giờ nhìn cháu như thế này, dì thật sự hối hận. Ý bà là sao? Cháu không phải là con gái ruột của vợ chồng chủ tịch đâu. Bà im đi. Bà im đi! Năm xưa, mẹ ruột của cháu là chị ruột của dì, khi sinh cháu đã qua đời. Cùng lúc đấy, bà chủ cũng lâm bồn ở trong bệnh viện. Dì lo sợ lắm, nhìn cháu nằm trong tã lót. Dì lo, không biết có nuôi nổi cháu không. Vậy con chính là đứa bé
con không được sống lên trong cảnh giàu sang phú quý. Ăn cũng không ngon, mặc cũng không đủ ấm. Tất cả là lỗi ở mẹ. Hãy đừng im đi nữa. Hãy đừng im đi. Đừng để nói láo nữa. Cút ra khỏi nhà tôi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ đuổi hai người này ra khỏi nhà mình đi. Đừng để họ ở đây. Nó linh tinh nữa. Hương, mẹ đã nhờ người xét nghiệm ADN rồi. Thế kết quả là? Từ khi điều tra ra sự việc, mẹ đã không muốn công khai. Bởi vì mẹ chỉ sợ con đau lòng thôi. Nhưng những hành động con làm ngày hôm nay làm mẹ quá thất vọng. Mẹ ơi, mẹ phải giữ mãi mãi chuyện này hay không? Bây giờ mà lộ ra, con còn mặt mũi nào mà ra ngoài đường nữa? Hương, con không thích hợp với vị trí chủ tịch tập đoàn. Con không thích hợp. Chẳng lẽ cô ta thích hợp? Mẹ đã quyết định rồi. Mẹ để Thu chính thức tiếp quản tập đoàn này. Còn con, từ mai con sắp xếp bàn giao lại công việc đi. Tất cả là tại mày. Chính mày đã cướp đi tất cả của tao. Chỉ vì bố mẹ luôn chiều con nên con đã trở thành người không biết phân biệt đúng sai là gì như ngày hôm nay. Mẹ còn nói con còn máu đảo hơn ao nước đã mà. Mẹ đã tất cả lấy vô tay. Con không cần. Con bé cần có thời gian để ổn định lại tâm lý. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ cho người chăm sóc nó. Cảm ơn ba. Thu, bao nhiêu năm qua con đã chịu nhiều khổ cực rồi.